Giá trị dinh dưỡng của trứng. Một là thời hạn sử dụng trứng là 10 ngày, trứng bảo quản lâu chất lượng sẽ giảm, điều này có nghĩa là một quả trứng trung bình mất đi 50% chất dinh dưỡng. Để dung nạp nhiều protein, dưỡng chất từ một quả trứng, bạn nên ăn thực phẩm trong 10 ngày kể từ ngày gà vịt đẻ trứng. Hai là làm giảm mức cholesterol trong máu. Trứng là một nguồn protein phổ biến trong chế độ ăn uống. Trứng chứa ít chất béo bão hòa, không có chất béo chuyển hóa, chỉ có một lượng nhỏ cholesterol. Hầu hết chất béo trong trứng là chất béo không bão hòa, tốt cho sức khỏe. Ba là trứng nâu và trứng trắng có giá trị dinh dưỡng như nhau. Màu sắc của một quả trứng không liên quan đến việc thực phẩm sẽ có mùi vị như thế nào hoặc sẽ cung cấp bao nhiêu chất dinh dưỡng cho người ăn. Các yếu ảnh hưởng tới chất lượng trứng đó dinh dưỡng từ gà mẹ đẻ ra trứng là, ví dụ, trứng của gà mái phơi nắng nhiều có chứa lượng vitamin D cao hơn 3 đến 4 lần. Gà ăn thức ăn giàu omega 3 có trứng chứa nhiều omega 3 hơn. Bốn là phụ nữ mang thai nên ăn trứng. Nhiều phụ nữ mang thai nghe đồn rằng họ không nên ăn bất kỳ loại trứng nào vì nó khiến con sinh ra có nguy cơ bị dị ứng trứng, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết không có bằng chứng khoa học bảo vệ quan niệm này. Thực tế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên phụ nữ mang thai nên bổ sung trứng vào chế độ ăn uống, bởi vì trứng là một nguồn giàu vitamin, khoáng chất, protein và axit amin, một thực phẩm có lợi để tiêu thụ khi mang thai. Điều duy nhất phụ nữ mang thai nên thận trọng là đảm bảo rằng họ không ăn trứng sống hoặc chưa nấu chín. Năm là trứng nấu chín sẽ có nhiều protein hơn trứng sống. Bởi lẽ quá trình nấu chín sẽ làm thay đổi cấu trúc protein trong thực phẩm để các enzyme tiêu hóa dễ tiếp cận, cơ thể dễ hấp thụ hơn cơ thể con người có thể sử dụng 91% protein trong trứng nấu chín, nhưng chỉ sử dụng được 51% trong trứng sống. 6 là ăn lòng đỏ trứng sẽ kiểm soát được tăng cân. Nếu không có lòng đỏ, trứng sẽ thiếu gần như tất cả các vitamin, khoáng chất hòa tan trong chất béo và hòa tan trong nước, protein và các chất dinh dưỡng hữu ích khác để quản lý dinh dưỡng. Ví dụ, lòng đỏ trứng chứa đầy vitamin D, góp phần vào việc hấp thụ canxi. Lòng đỏ cũng chứa gần một nửa protein của quả trứng, đây là chất dinh dưỡng giúp bạn cảm thấy no cả buổi sáng sau khi ăn. Điều này góp phần làm giảm lượng thức ăn trong ngày giảm tổng lượng calo và dẫn đến giảm cân. Nguồn VNXVZ